20 tháng 7, Công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác xảy ra tại tổ 20 phường Tương Mai. Đồng thời, đơn vị cũng ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can: Nguyễn Sĩ Giang 27 tuổi, huyện Yên Thành Nghệ An, Lê Ngọc Anh 32 tuổi, quận Long Biên Hà Nội, Hoàng Minh Phong 28 tuổi, quận Ba Đình Hà Nội về tội danh trên. Ba người trên bị cáo buộc liên quan đến vụ cô gái tử vong sau khi làm phẫu thuật nâng mũi. Trước đó ngày 16 tháng 1, ông VTD, 43 tuổi, ở thành phố Tân An tỉnh Long An đã đến công an phường Tương Mai trình báo sự việc vào khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 1. Ông nhận được tin báo con gái ông, 21 tuổi, tạm trú ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội, đã đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại địa chỉ tổ 20, phường Tương Mai, đã dẫn đến bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định các đối tượng có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc hôm 14 tháng 1, bao gồm Hoàng Minh Phong, Nguyễn Sĩ Giang, Lê Ngọc Anh là bác sĩ gây mê thuộc một bệnh viện ở Hà Nội và một số cá nhân khác. Theo điều tra, qua quan hệ xã hội, Giang quen biết và theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng tháng 2 năm 2021, Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại tổ 20 phường Tương Mai. Bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng. Sau đó, Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để đi tìm khách. Nếu có khách, Giang sẽ báo lại Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của Phong. Tiếp đó, Giang sẽ trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách. Khoảng tháng 5 năm 2021, chị PTJH liên hệ nhắn tin với Giang nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền cho Giang để đặt cọc. Tổng cộng, chị H đã chuyển cho Giang 35 triệu đồng và được hẹn ngày 14 tháng 1 đến cơ sở trên để phẫu thuật. Đầu giờ chiều ngày 14 tháng 1, chị hát đến cơ sở thẩm mỹ chui và được giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật do giang tiến hành sau chừng 20 phút ngọc anh nói chị hát có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo giang dừng phẫu thuật ngọc anh tiến hành sơ cứu và cho chị hát thở oxy xong cô gái đã rơi vào tình trạng hôn mê giang bảo lễ khâu định hình lại mũi cho chị hát rồi liên hệ với phong báo cáo sự việc biết tin phong gọi thế anh đi ô tô của thế anh chở chị hát đến bệnh viện bạch mai cấp cứu còn phong thì bỏ đi Xác minh tại bệnh viện Bạch Mai, cơ quan điều tra nắm được bệnh nhân H được chuẩn đoán là hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi. Tại thời điểm bệnh nhân vào viện, có vết khâu vách ngăn mũi. Khám nghiệm hiện trường tại cơ sở trên, lực lượng chức năng xác định tầng 6 đã bị xáo trộn, các đồ vật dụng cụ làm phẫu thuật đã bị đối tượng mang đi nơi khác cất giấu. Phát hiện thu giữ tại tầng 5 các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh và mũ trụ y tế. Trong khi đó, ngày 16 tháng 3, gia đình chị Hát thông báo tới cơ quan công an sau nhiều ngày điều trị, cô gái này đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác định hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đang nói, trước khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, trả lời báo chí trước đó, Hoàng Minh Phong lại khẳng định nạn nhân hát không phải là khách của mình mà là khách của Giang. Phong chỉ cho mượn địa điểm để Giang thực hiện thủ thuật nâng mũi. Ngoài ra, ngày 18 tháng 3, khi trả lời về việc thẩm mỹ viện có hoạt động chui hay không, thì Phong khẳng định có đầy đủ giấy phép được tiến hành thủ thuật nâng mũi tại nhà. Tuy nhiên, thông tin từ báo Lao động, đại diện thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định, cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh Phong hành nghề không phép. Đáng nói là trong suốt thời gian chị Hát gặp sự cố về sức khỏe phải chuyển viện về bệnh viện Bạch Mai, rồi sau đó rơi vào tình trạng hôn mê và tử vong tại bệnh viện Đa khoa Long An, thì chủ cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chui này vẫn liên tục đăng bài quảng cáo, phát video về dịch vụ nâng mũi phong thủy trên trang cá nhân Facebook. Mới đây, cư dân mạng cũng lập tức nhận ra Phong chính là nhân vật trong đoạn clip đang nâng mũi cho khách thì kéo khẩu trang xuống cầm và nhảy nhót theo trên nhạc TikTok từng gây phẫn nộ trên mạng xã hội vào cuối năm 2021. Clip này cũng do chính Phong đăng tải trên tài khoản trang cá nhân. Cụ thể, đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đang trong trang phục áo bảo hộ xanh phụ trách khâu nâng mũi cho một vị khách nữ. Đang chăm chú làm việc, bỗng nhiên nam thanh niên này tháo bỏ khẩu trang rồi nhún nhảy theo nhạc nền trên TikTok nhiều người nhận ra gương mặt của nhân vật chính là hoàng minh phong hành động trên được nhiều người đánh giá là phản cảm bởi lẽ khi thực hiện phẫu thuật mọi thao tác đều phải cẩn trọng nghiêm túc điều này thực sự gây nguy hiểm cho các khách hàng đến làm đẹp trước áp lực từ cộng đồng mạng phong đã khóa và ẩn clip này vào thời điểm đó